Vâng, xin chào anh em đã quay lại với channel của mình <laughs> à, Bây giờ là 18h48 phút Thì à, một lát nữa thôi mình sẽ ra ngoài kia và bắt xe đi đến một nơi khá là xa Đi Bình Định Và các bạn biết thì Bình Định là mình đi gặp ai rồi đấy à, Thì à, hôm nay mình sẽ chuẩn bị đi trong cái khoảng thời gian là tầm 3 ngày 3-4 ngày gì đấy Thực sự thì... À, PC thì mình đã rút dây điện rồi Chắc chắn là trong 3-4 ngày tới mình sẽ không thể nào mà Check được nhiều ạc cho anh em Cũng như không thể nào lên clip như là cho các bạn được Và Lần đi này mình sẽ chuẩn bị những gì Mình sẽ chuẩn bị một cái món quà đó chính là khô gà lá chanh Này ba bịch Đó khá là nhiều Như này là thao hồ mà ăn rồi anh em ạ Đó một mớ quần áo với cả là mình đang nạp điện cho hai cục sạc dự phòng to đùng của mình một cục hai chục mil hai chục giờ cục kia là 10.000 con iPhone X cũng như là con S7 mình đang dùng còn con S6 thì mình sẽ ở nhà đó đương nhiên thì đi, đi thì chắc chắn các bạn không thể nào thiếu được cục sạc dự phòng cũng như là cáp dây sạc rồi à, cộng thêm đấy thì mình chắc chắn phải mang tiền đi đó là điều đương nhiên là một cái tai nghe đó một cái action cam của SG cam anh cái này là anh Nguyễn trong Dùng tặng mình nhiều các bạn nhiều nhiều bạn đã biết rồi nhiều bạn đã biết cái này rồi đó thì mình cũng thông báo cho các bạn luôn là trong thời gian đi thì mình thực sự là sẽ ít tương tác với ít tương tác với các bạn trên YouTube cũng như là fanpage hơn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip để thông báo như vậy. Là các bạn được thấy này. Ui, các bạn thấy là Các con iPhone X này khi mà mở màn hình lên nó nhìn, nhìn phóng điện kìa. Wow, ghê vãi. Anh em nhìn lại này. Ui, chớp chớp mở luôn. Mặc dù mình đã bị cái điện thoại che mất mặt rồi nhưng mà vẫn mở được. Quá là thần thánh. Đó thì uh, nick bên trang web nick tập com của mình thì vẫn hoạt động khá là bình thường nha anh em đây nick tập com đây nick tập com của mình vẫn hoạt động bình thường anh em có thể mua ạc và vẫn là các bạn nếu mà mua ạc và giao dịch rất là bình thường trên trang web này đó nếu các bạn nào muốn bán ạc thì cứ vào fanpage hỗ trợ thôi ở đây thì có rất là nhiều các bạn chỉ việc inbox các muốn bán là được đó chỉ à, mình chỉ thông báo vậy thôi còn bây giờ thì mình phải xếp cái đống đồ này vào cái ba lô Đây, mình đã có ở đây Để chuẩn bị một lát nữa thôi, sẽ lên xe và đi nhà anh anh gì đấy mà các bạn đã biết Thì nói chung là mình một thằng khá là say xe Lên xe chắc kiểu có... ói Lần trước mình đã đi một lần rồi thì thực sự là trên cái đoạn đường đấy mình ói hết mất, mất 8 lần 7-8 lần gì đấy, thực sự là nhiều Và xuống xe thì mất mẹ đôi dép luôn Cực kỳ là thốn Hy vọng lần này thì mình sẽ không say xe cũng như là tới nơi an toàn cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ thì mình phải đi rồi. À, clip này nó chỉ ngắn tầm 3 phút vậy thôi. Chất lượng video cũng không được tốt tại vì mình dùng cái đèn này nó khá là tối. Cũng cháy luôn một một khúc kìa, các bạn thấy không ạ? Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở Bình Định.